em đây anh nhá. Anh định cứ thế mà bỏ đi á? Anh không định nói gì với tôi à? Đạo đức của anh để đi đâu rồi? Anh nghĩ là mặc mấy cái bộ đồ sang chảnh xài đi xe đẹp ý thì có quyền khinh thường người khác à? Này, tôi nhiều tiền ý, liên quan gì đến cô? Tôi nói thật với anh nhá, tôi ý cũng chẳng muốn liên quan đến anh đâu. Chẳng qua là anh đi xe nguy hiểm sẽ làm tôi giật mình, tôi bị ngã ra đấy, nên là tôi muốn bảo anh phải dừng lại để nói gì với tôi thôi. Ý cô bây giờ là cô muốn vòi tiền tôi gì? Được rồi, muốn bao nhiêu? Này, ngày trước anh đi học ấy, anh không được học môn đạo đức à? Hay là anh không được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng? Bây giờ ấy, anh cần phải nói câu xin lỗi. Xin lỗi đấy, hiểu chưa? Đồ điên. Này này này, bộ quần áo này của tôi ấy, tôi cũng đã phải tiết kiệm rất là lâu tôi mới có thể mua được để hôm nay mặc đi làm đấy. Hôm nay tôi mà đi làm nhá, xong rồi bị đuổi việc hay bị làm sao ấy thì anh coi chừng ấy, phải chịu trách nhiệm đi. Cái ngưỡng bần hèn nông dân như cô ấy không xứng đáng làm việc ở đây đâu. Cái anh này. Sao? À, vẫn muốn đền tiền gì? Được rồi, lát nữa nhá, lên phòng kế toán, tôi sẽ bảo kế toán chuyển cho cô một số tiền đủ để cho cô mua hẳn mấy bộ luôn. Được chưa? Anh đừng tưởng có tí tiền là có thể khinh thường người khác. May cho anh ý, hôm nay là ngày đầu tiên bà nhận việc, nên là bà cũng chẳng rảnh để bà đứng đây đôi co với anh đâu. Đồ điên. Bực mình thật đấy. Hình như hôm nay mình ngủ dậy xong rồi mình bước xuống giường ở chân trái thì phải. Bực cả mình. Xui xẻo ạ. Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa. Anh nghĩ là tôi muốn gặp anh đấy. Đồ điên. Tất cả người. Này, mới ngày đầu tiên đã đi làm muộn rồi, quần áo thì sộc sạch như thế kia. Công ty này là công ty chuyên nghiệp, nếu mà cô không có điều đấy thì nghỉ đi. Em xin lỗi chị ạ, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng. Em mong chị sẽ bỏ qua cho em ạ. Em hứa em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Hứa? Công ty này trả tiền cho cô không phải là để cô hứa đâu, nghe chưa? Bây giờ cô đi làm muộn, cái phần việc của cô thì ai làm? Mỗi lần cô đi làm muộn như thế này ấy, là một lần tổn thất cho công ty đấy. Cô có chịu trách nhiệm được không? Em xin lỗi chị ạ. Em thật sự là cần công việc này, khó khăn lắm em mới nhận được, nên là mong chị thông cảm rồi bỏ qua cho em ạ. Biết khó khăn nên tại sao không trân trọng đi? Thôi được rồi, lần này tha cho cô đấy. Nhưng mà cô cũng không thể làm ở vị trí trợ lý được nữa. Cô sẽ phải làm lao công. Đồng ý thì ở lại. Ôi, bực cả mình. Chẳng hiểu là cái nghề gì đấy không biết nữa. Không sao hết, mình phải nhẫn nhịn. Tường xa rồi, cố lên. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tưởng thế nào? Hóa ra là lao công à? Lại còn gì? Dùng tiền tiết kiệm để mà mua đồ mới á? Ôi trời ơi. Này, cũng là tại anh ấy nên là tôi mới phải bị xuống đây làm lao công đấy. Đúng là cái đồ xui xẻo mà, chẳng hiểu sao tôi lại gặp anh nữa. Này, cô ấy, nếu mà cái loại thấp hèn, ngu dốt, mà cái ngưỡng thấp hèn, ngu dốt ấy, thì chỉ làm ở cái gọi là công việc nó cũng tầm tầm như vậy thôi, hiểu không? Người ta gọi đấy là công bằng trong phân công xã hội đấy, cô hiểu không? Anh này, dù tôi có làm gì đi chăng nữa ấy, thì cũng là tôi làm bằng chính sức lao động của mình. Còn cái ngữ như anh ý, chắc gì đã kiếm nổi một đồng tiền từ chính đôi bàn tay của anh. Này, giới thiệu với cô, tôi là giám đốc công ty này đấy, và là em trai của chủ tịch. Hồn hồn ấy, biết điều ngoan ngoãn đi. Khi nào tôi vui vẻ, có khi tôi còn giúp cô đấy. Này, tôi chẳng cần nhá. Dù hôm nay ý, anh có làm giám đốc hay làm cái gì đi chăng nữa ý, tôi cũng phải cho anh một trận. Anh chết với tôi. Đứng lại đấy thằng kia. Tôi là giám đốc công ty đấy, cô ra tôi đuổi việc cô. Ôi giời, làm việc với cái loại người như anh tôi chẳng cần nhá.
mang danh sách nhân sự mới lên cho tôi. Dạ, chủ tịch cho gọi tôi ạ? Chuyện mà tôi kiếm cái chổi lau nhà rồi đánh em trai của chủ tịch, tôi có thể giải thích ạ. Cô làm tốt lắm. Từ ngày mai, cô sẽ là trợ lý của giám đốc. Tôi muốn cô hỗ trợ kiếm anh trong dự án lần này. Hơn nữa, tôi muốn cô uốn nắn và chỉnh đốn nó để nó chăm chỉ làm việc. Nhưng mà... Đã rất lâu rồi, tôi chưa thấy nó chịu thua ai như hôm nay đấy. Tại vì... Tôi xin lỗi ạ. Nhưng dù sao ấy, thì Kiếm Anh cũng là em trai của tôi. Cô là nhân viên mà lại dám cầm chổi đuổi đánh giám đốc như thế. Nếu việc này lộ ra ngoài ấy, thì tôi e rằng không công ty nào muốn nhận cô vào làm nữa đâu. Vậy nên nếu cô không muốn thất nghiệp thì nhất định dự án lần này phải thành công. Vâng ạ, tôi sẽ nhận. Cô đi ra khỏi đây ngay. Cô đừng tưởng là cô lôi chị tôi ra để dọa tôi vào đường nhá. Chó hay mèo cũng được, chỉ cần không phải là cô là được rồi. Giám đốc, chủ tịch nói là anh phải hoàn thiện phương án cho dự án mới trong vòng 3 ngày nữa đấy ạ. Tôi không cần biết. Cô mang cô ta ra khỏi đây ngay đi. Đây là ý của chủ tịch ạ. Mà em cũng không biết là cô ta làm cách nào mà có thể tiếp cận được chị ý nữa. Chị ý? Nhìn chả ra gì đâu. Thế mà kỹ năng kỹ xảo giỏi lắm. Cô tưởng cô lừa được chị gái tôi mà lừa được tôi mà dễ à? Hả? Đi ra khỏi đây ngay. Thưa giám đốc, tôi nhận chỉ thị từ chủ tịch, nên là dù anh có nói cái gì, nhất định tôi cũng sẽ không nghỉ việc đâu. Nên là mong anh có thể tôn trọng người khác một chút. Cô nghĩ xem, cô nghĩ là tôi có thể làm việc được với cô à? Cô không biết nhục à? Hay là nào cô có vấn đề hả? Đi ra khỏi đây ngay đi. Không hiểu chị tôi nghĩ cái gì nữa. Anh bình tĩnh đi ạ. Từ từ rồi em nghĩ cách xử lý. Mà loại người của cô ta chắc cũng không khó đâu. Tiền không được thì mình dùng nhiều tiền. Thôi, anh nguôi giận đi nhá. Em đợi anh tối nay nhá. Ghê thật đấy nhở. Mới đấy mà đã tiếp cận được chị em chủ tịch rồi cơ. Chị nói thế là có ý gì đây? Không phải giả vờ diễn trước mặt tôi nữa. Cái loại người mà trước mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ trong sáng, rồi bên trong ấy thì độc ác với cô ấy, tôi gặp nhiều lắm rồi. Chị My, tôi tôn trọng chị là tiền bối ở tôi, nhưng mà tôi cũng chưa làm một cái gì đấy quá đáng để chị phải nói tôi như thế cả. Thế thì nói thẳng toẹt ra luôn nhá. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất ý là nên an phận đi. Còn nếu không ấy, tôi không để yên đâu. Chị yên tâm, với một cái loại người như giám đốc ấy sẽ không bao giờ có thể kích thích được cảm hứng của tôi đâu. Nhưng mà hình như là chị có đấy. Lần sau còn dám nói như thế nữa ấy, thì không chỉ là một cái tát này thôi đâu. Hay lắm, được lắm. Phải dạy dỗ như vậy thì mấy con cóc ghẻ mới không hoành hành được. Em đã xem bản phương án mới chưa? Lộn xộn, không trọng tâm, không có gì đổi mới cả. Em đã không tập trung vào công việc. Chị nói buồn cười, em rất là tập trung nhá. Cái bản dự án này em đã nghiên cứu kỹ rồi. Đấy. Cô San, cô đã xem bản dự án mới chưa? Tôi trả tiền cho cô ấy không phải là để cô đến đây chỉ chơi rồi cãi nhau với nó đâu. Dạ thưa chủ tịch, đây không phải bản mà tôi đã gửi cho giám đốc ạ. Bản này trước đấy tôi đã gửi cho giám đốc và nói là bị sai nhiều chỗ và cần phải sửa lại. Tôi cũng đã sửa lại và gửi bản mới rồi ạ. Vậy là sao? Thì ngày hôm qua
em có uống hơi nhiều nên là... Đến bao giờ mới biết đường nghiêm túc với công việc hả? Đừng để chị mất kiên nhẫn với em nhá. Hạn cuối là một tuần, đây là hạn cuối cùng của em đấy. Ai? Cô đang lợi dụng của chị tôi đây. Cô tính chơi tôi đấy à? Nếu như anh thực sự nghiêm túc và tập trung trong công việc ý, thì tôi cũng sẽ không có cơ hội làm cái điều đấy đâu. Cô giỏi á. Đến bao giờ cô chịu buông tha tôi đây? Tôi không thể nào tập trung làm việc với cái vẻ mặt hang của cô như thế được. Tôi làm việc ở đây là theo chỉ thị của chủ tịch, nên là tôi sẽ không làm gì khác được. Xin lỗi. Được lắm. À, hay là cô cần tiền? Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tôi sẽ đưa cho cô hết. Cầm lấy rồi biến ra khỏi đây đi. Nếu như cái số tiền này đúng là cái số tiền anh có thể tự kiếm ra được thì tôi sẽ nhận. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ đi sửa lại phương án và gửi lại cho anh. Đây là cái tát cảnh cáo cho việc chơi xấu người khác đấy. Chả hiểu sao một con người xấu xa như cô vẫn có thể trơ trơ cái mặt ở cái công ty này được nhỉ? Các người đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tôi đã làm gì chứ? Vậy tôi hỏi cô, tại sao toàn bộ dữ liệu trên máy tính của tôi đều bị mất hết rồi? Là cô đúng không? Là cô cố tình làm như vậy để tôi không thể hoàn thành kịp tiến độ được. Cô chơi tôi à? Tôi không làm gì cả, bằng chứng đâu? Bằng chứng là ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy cô ở trong phòng của anh ấy. Cô cố tình giở trò xấu xa đúng không? Tôi chỉ tìm tài liệu để hoàn thành phương án thôi. Cô... ngay lập tức khôi phục lại toàn bộ dữ liệu trong máy tính của tôi. 5 năm đổi ở đây. Nội trong ngày hôm nay phải làm được. Còn nếu không xong ấy, cô nghỉ việc đi. Đi thôi. Này, này, dậy đi. Em nào. Ui dồi. Làm cái gì mà trông mặt môi trông như con gà ốp đấy. Cô đánh dọa tôi đấy à? Giám đốc ạ. Giám đốc ơi, đây là toàn bộ báo cáo hồ sơ và dữ liệu của anh trong vòng 5 năm trước mà hôm qua tôi đã có thể lưu lại một cách đầy đủ và điền đầy đủ thông tin vào rồi đấy ạ. Mỗi năm tôi để ra một tập file riêng, anh có thể kiểm tra lại. Thôi rồi rồi. Cảm ơn cô. Nhưng mà cô xem nào, đi ra ngoài xem rửa bắn mũi đi. Trông gớm quá. Tôi xin lỗi. Chắc là do cả tối qua tôi chưa ngủ nên là hơi chóng mặt một tí. Này, cô ấy đang định giở trò khổ nhục kế đúng không ấy hả? Cô ơi, này, cô ơi, cô tỉnh lại đi. Cô ơi. Này, cháu, ăn đi để cho khỏe lại. Tôi không ngờ là anh cũng có thể nói chuyện nhẹ nhàng như thế đấy. Nhẹ nhàng cái gì? Tôi chỉ đang muốn cô ăn vào lại sức, khỏe lên. Như thế cô không mách lẻo chị tôi thôi, không chị tôi lại... Câu nói đấy của anh ấy, tôi có thể coi như là một lời xin lỗi được không?
ra đi. Tôi cảnh cáo cô đấy, đừng có mà dây vào chuyện của tôi. Nếu không thì làm sao? Thì ra bấy lâu nay cô cứ điều tiếng rồi làm mấy cái trò xấu xa với tôi là để che đi mấy cái hành vi tồi tệ này của mình à? Im đi. Tôi không im đấy. Tại sao tôi lại phải im trong khi tôi đang bắt được quả tang cô đang làm việc xấu? Tôi sẽ nói chuyện này với các chủ tịch. Thế cô nghĩ là một kẻ mới như cô mà họ lại tin lời cô nói à? Tin hay không ấy thì cứ đợi họ vào đây là sẽ biết mà. Giám đốc, em nghe nói là dữ liệu đang bị mất. Em đang đi tìm thì đúng lúc thấy cô ta đang lén giấu cái này đi ạ. Thật không ngờ đấy. Đúng là bản chất xấu xa thì dù có huấn luyện thế nào cũng không phải tốt đẹp hơn được mà. Không phải đâu ạ, cô ta mới chính là kẻ ăn cắp đấy ạ. My làm việc ở đây lâu năm rồi, hơn nữa lại còn là trợ lý của chủ tịch nữa, chưa từng xảy ra sai sót nào cả. Nhưng từ khi cô vào đây làm đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Tại sao giám đốc không bao giờ tin tôi thế ạ? Được rồi, vậy thì chúng ta hãy cùng đợi chủ tịch đến đi, mọi chuyện sẽ rõ. Đừng bao giờ lôi chị tôi ra. Cô tưởng cô có bắt chị tôi được à? Còn tôi ấy đừng hòng, lập tức ra khỏi đây đi. Còn không ấy, tôi không nương tay cho cô đâu. Em bị đuổi việc ai vậy? Chị. Chủ tịch, chị mau đuổi cô ta ra khỏi công ty đi ạ. Cô ta ăn trộm dữ liệu bị em bắt quả tang. Ngay từ đầu em đã thấy cô ta không ổn rồi ạ. Đúng, đúng là không ổn. Tôi không biết là công ty đối thủ đã cho cô My bao nhiêu tiền để cô bán đứng chúng tôi như vậy. Chị ơi, chị nhầm rồi ạ. Người làm việc xấu chính là Tường San đấy ạ. My là trợ lý của chị mà. Cô ấy làm việc rất chỉnh chu, làm sao mà có thể. Đấy là giám đốc không biết rồi ạ. Chính chị My là người đã bán bí mật của công ty chúng ta cho một công ty khác đấy ạ. Và tôi vô tình điều tra ra, chính cô ấy là người được công ty khác cài vào. Tất cả là do tôi. Do mắt nhìn người của tôi không tốt, vậy nên tôi mới quá tin tưởng cô như vậy. Cũng may là việc này vẫn chưa ảnh hưởng gì lớn cả. Chị nói như thế là sao ạ? Cô xem đi, toàn bộ những gì mà cô làm ý đều đã được chúng tôi ghi lại hết rồi. Và lần trước khi mà dữ liệu của máy tính giám đốc bị xóa đi, cô đổ tội cho tôi, nên là tôi đã sinh nghi ngờ và theo dõi cô. Cô mau rời khỏi công ty của tôi ngay lập tức. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tòa. Em nhất thời hồ đồ, chị tha cho em lần này được không ạ? Anh Kiếm ơi, anh nói giúp em đi ạ. Tôi thật không ngờ cô lại là con người như vậy đấy. Hóa ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn bị cô lợi dụng rồi làm những cái chuyện. Cô không sao chứ? Còn em nữa, suốt ngày chỉ biết rong chơi, hành hạ nhân viên, thái độ làm việc thì không chuyên nghiệp. Tất cả mọi việc ý đều nhờ có cô Tường San, nếu không em chẳng làm được cái việc gì cả. Thế mà em còn định đuổi việc cô ấy à? Lúc nãy chỉ là hiểu nhầm thôi, em không cố ý. Em nhìn lại xem, tất cả mọi thứ em có ngày hôm nay đều là do em là em trai của chủ tịch. Em đã tự tạo ra cho mình được điều gì chưa? Chị em... Từ hôm nay em hãy thôi chức giám đốc đi. Chị sẽ về nói chuyện này với bố mẹ, không thể nuông chiều em như vậy được nữa. Chủ tịch, tôi nghĩ là việc này cũng là do giám đốc bị cô ta che mắt thôi ạ. Dù sao thì cô My cũng là trợ lý của chị, cô ấy làm việc rất là kín kẽ nên là cũng khó mà trách được. Nhưng mà cách làm việc và hành xử của nó thật là quá đáng. Nếu như nó không chảnh mảng trong công việc ý thì cô My đã không thể lấy cắp được hợp đồng rồi. Em nghĩ là dù sao thì sau chuyện này giám đốc cũng có thể rút ra cho mình được một bài học mà. Bây giờ em cảm giác là anh ấy đã tập trung với cả làm công việc rất là chín chu rồi ạ. Bằng chứng là phương án lần này rất là tốt. Tất cả ấy là nhờ có cô đấy. Thôi được rồi, cô đã nói như vậy thì xuống làm lao công một tháng, quét dọn, lau chùi tất cả công ty. Cái gì? Quét dọn lau chùi cả công ty ạ? Sao? 2 tháng nhá? Không, 1 tháng, em làm 1 tháng. Để tôi giúp anh nhá.
Thôi rồi, để ở đây đi. Đi. Cũng được rồi đấy. Thế nào? Thì đỡ hơn chưa? Ừ. Nhưng mà chắc bây giờ tôi không giúp được anh nữa rồi. Không sao đâu. Tôi làm được mà. Cũng chỉ là lau dọn thôi, có gì đâu. Với lại nếu như mà cô muốn giúp tôi thì còn cả tháng cơ mà. Cảm ơn cô nhá. Vì đã đỡ giúp tôi. Và tôi cũng xin lỗi cô nữa. Đợt trước tôi hồ đồ quá. Thế bây giờ là anh muốn cảm ơn tôi hay là xin lỗi tôi? Tôi chỉ muốn nhận một lời thôi. Vậy thì xin lỗi trước đi. Còn cảm ơn cô ấy, tôi sẽ cảm ơn cô bằng cách khác luôn. Thì cảm ơn bằng cách tôi sẽ hẹn hò với cô. Anh... Nhìn cô trông ương bướng như này, nói một là cãi một luôn. Tôi nghĩ chắc chả ai chịu được cô đâu. Chắc chắn luôn là cô còn độc thân. Mà tôi nghĩ chỉ có tôi mới chịu được cô thôi. Với lại hẹn hò với tôi, cô sẽ không thiệt đâu. Thật sự là tôi không ngờ sẽ có một ngày anh dễ thương như này đấy. Hẹn hò à? Ok, chỉ là hẹn hò thôi mà. Nhớ đấy.